Bây giờ chúng ta đi một số những cái cơ bản về cái chỉnh màu, bởi vì thường ấy trong quá trình các anh làm dịch vụ hay truyền hình cũng thế thôi. Nếu mà chúng ta sử dụng những cái plugin cao cấp ấy thì chúng ta render rất là lâu. Do vậy thì chúng ta sử dụng những cái plugin cơ bản của Premiere để chúng ta có thể chỉnh tạm thời, tăng sáng, tăng tối, để chỉnh màu đậm lên chút, thế là được rồi, để chúng ta khắc phục. Còn trường hợp lúc các anh làm ngoại cảnh hay làm TVG quảng cáo hay MV ca nhạc ấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái plugin phía sau, chúng sẽ hướng dẫn để các anh có thể chỉnh truy xuất vào từng mảng màu để chúng ta chỉnh ha. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ cơ bản. Đầu tiên là Fast Color Correction. Chúng ta chỉnh nhanh những cái màu sắc ha. Ví dụ như trường hợp mà Dũng có cái cảnh nó tối như thế này. Rồi, thì Dũng sẽ kéo cái hiệu ứng này vào. Rồi, chúng sẽ kéo cái hiệu ứng Fast Color Correction. Thì chúng ta nhớ là chúng ta đánh cái tên đầu là tự động hiển thị ra. Còn không thì chúng ta phải nhớ nó nằm trong VO Effect và trong cái Color Correction. Là chúng ta nhớ ha, chúng ta sẽ kéo vào cái trực tiếp vào cái phim. Thì ở đây thì chúng ta để ý một số những công cụ ở đây. Ví dụ như là chúng ta có thể tăng sáng giống như Photoshop. Một số anh chị có sử dụng Photoshop rồi chúng ta biết. Chúng ta có ba cái màu cơ bản là màu đen, màu xám và màu trắng. Thì thường thì chúng ta muốn tăng cái highlight, nghĩa là cái màu sáng mạnh nhé, thì chúng ta sẽ kéo cái cần màu trắng này thì chúng ta sẽ tăng nó lên. Ví dụ như là chúng ta tăng cái phần này lên, chúng ta kéo phần bên trên. Đấy, chúng ta tăng lên, các anh chị thấy không? Cái màu highlight nó sáng rất là mạnh. Đấy, còn thường thì chúng ta kéo cái màu xám thì nó sẽ đều, có nghĩa là những cái màu tối nó sẽ sáng lên. Đấy, có nghĩa là tầm trung trung ấy, có nghĩa là không phải là tối hẳn mà không phải sáng hẳn, mà giữa thì sáng lên. Thì thông thường thì Dũng sẽ sử dụng bằng cách là tăng cái màu highlight lên một chút. Sau đó tăng cái màu xám lên một chút thôi, màu xám thì tăng một tí và màu đen chúng ta tăng mạnh lên chút thì nó sẽ có cái màu đen đen mạnh. Đấy, sau đó chúng ta sẽ phần là saturation, là cái phần đậm màu chúng ta có thể tăng đậm lên một chút. Đấy, thì chúng ta lại tăng mạnh lên. Đấy, thì như vậy chúng ta muốn white balance, ví dụ như màu áo màu trắng thì chúng ta phải white bằng cách là chúng ta chọn cái white balance bên trên, chúng ta kích vào và chúng ta chỉ vào cái màu mà chúng ta muốn. Chúng ta phải biết là màu nào màu trắng chứ đừng chỉ vào màu khác, đúng không? Chúng ta chỉ vào cái áo màu trắng này thì tự động nó cân lại cái màu trắng cho chúng ta, nó không bị vàng hay không bị đỏ, thì chúng ta nhìn rõ cái màu này là màu trắng ha. Thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể là chỉnh nhanh chóng, thì nó chỉ cơ bản thôi, để chúng ta có thể là chạy, thì cái filter này chúng ta chạy thì hoàn toàn real time ha, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như cái cảnh này là chúng ta có thể là so sánh là clip này. Đấy, tối chúng ta tăng sáng và tăng màu lên cơ bản, tăng màu đen cân lại màu trắng. Đấy là cái plug in fast coloration.